phóng sự Hương Sắc Đỗ Sinh sau khi chia tay với triển lãm cây cảnh nghệ thuật xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Tôi có di chuyển vào thành phố Thanh Hóa. Vâng, sáng nay ngày mùng 7 tháng 10, 2018. Đến thành phố Thanh Hóa, tôi có đến thăm khuôn viên vườn cảnh nhà ông Đoàn Hạnh, công ty du lịch quốc tế Hương Lúa, địa chỉ thôn 2, xã Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa. Với những cái phim phóng sự vườn cảnh ông Đoàn Hạnh, Đỗ Sinh sẽ đăng tải để chúng ta cùng nhau chia sẻ, thưởng thức những một cái không gian vườn cảnh rất là tuyệt vời của gia đình, của công ty du lịch quốc tế Hương Lúa. Ngay từ những phút đầu của cuốn video này, Hương Sắc Đỗ Sinh sẽ giới thiệu với các bạn không gian tổng thể của vườn cảnh. Với một không gian rộng và số lượng tác phẩm tương đối nhiều, kể cả từ những bonsai tầm nhỏ, bonsai mini và tầm trung, cho đến có những cây bóng dáng rất lớn, Đỗ Sinh sẽ giới thiệu với các bạn ở những video sau một cách chi tiết hơn. Đây là những phút để chúng ta cùng nhau gặp gỡ, giao lưu với ông Đoàn Hạnh, chia sẻ một cái không gian chung, một cái diện tích rộng và số lượng cây rất nhiều như thế này. Khu vực này ông Đoàn Hạnh có một số những tác phẩm bonsai mini và tầm nhỏ. Khi đi ra địa điểm Đỗ Sinh xuống xe từ Hà Nội vào Thanh Hóa, ông Đoàn Hạnh đã đưa đến để thưởng trà. Ông có xây dựng một lầu trà ở góc sân vườn. Và ông có tâm sự vườn cảnh của ông cũng chưa được nhiều người biết đến, bởi vì từ trước đến giờ ông chưa hề giao dịch, giao lưu, chỉ có mua cây về để chơi và để làm cho hoàn chỉnh hơn.
Đến bây giờ ông muốn đưa những cái hình ảnh này đến với công chúng, đến với những người đam mê trong cả nước để chúng ta cùng nhau chia sẻ và chung với niềm vui đam mê sinh vật cảnh. Ở cái tuổi mà ông đã về hưu hơn 60 tuổi rồi, bây giờ với cái thú điền viên cây cảnh như thế này thật là tuyệt vời. Và bây giờ Đỗ Sinh sẽ giới thiệu với chúng ta cùng nhau giao lưu với ông Đoàn Hạnh. Tôi sẽ mời ông Đoàn Hạnh đến với một tác phẩm nào đó mà ông cảm thấy tâm đắc nhất để ông chia sẻ, ông tâm sự cùng với chúng ta, cùng với tác phẩm của mình. Vâng, và bây giờ Hương Sắc Đỗ Sinh giới thiệu với các bạn, chúng ta cùng với ông Đoàn Hạnh có những cái điều tâm sự về những cây cảnh nghệ thuật trong khuôn viên nhà mình. Em chào bác Hạnh nhé. Vâng, vâng, xin chào bác Hương Sắc Đỗ Sinh. Vâng. Xin bắt tay Hương Sắc Đỗ Sinh. Vâng, em chào bác. Vâng, mình thì chơi cây thì được trên 10 năm rồi. Nhưng mà mình đam mê cây là theo cái gốc của ông già, cái gu của ông già. Vâng. Thế mình chơi cây thì được hơn 10 năm rồi. Thì giới thiệu với Hương Sắc Đỗ Sinh và mình muốn chia sẻ với mọi người chơi cây cảnh đây là một cây xanh lông xé. Vâng. Dòng Nam Điền xịn. Và mình chơi cây này đã trên 10 năm rồi. Còn cái bộ cặp này thì có một 3 cây, hai bên, hai cây nữa là hai cây trực huyền. À vâng. Cũng dòng Nam Điền. Nên là mình muốn chơi một cái bộ này là nó để hiện trước một cái nhà gọi là cái lối chơi nhà biệt thự thì nó sẽ có những cái thú vị hơn. Và nó tôn vinh lên là cái nhà của mình. Vâng. Chúng ta vừa nghe ông Đoàn Hạnh có những cái điều tâm sự và giới thiệu những cái tác phẩm xanh long xé. Đó là một cây xanh dòng xanh Nam Điền được ký đá. Chúng ta cùng nhau quan sát trước hết là bóng dáng tổng thể của tác phẩm xanh long xé. Em muốn bác đứng dịch vào một tí, em chụp kiểu ảnh. Và đây chính là cái ảnh bìa của cái cuốn video giới thiệu vườn nhà bác đến với những người đam mê trong cả nước. Đấy, em chụp nhé. Được rồi bác. Đó là bóng dáng tổng thể của tác phẩm xanh long xé. Đỗ Sinh sẽ giới thiệu cụ thể hơn từng phần. Chúng ta đang quan sát phần bệ. Bác đã đưa lên một bệ đá rất là đơn giản, nhưng mà cũng rất là hài hòa giữa cây và đá. Bệ rễ đã bệt với những cái chiều sâu của bệ đá. Với cái tác phẩm xanh long này thì bác đã chơi trong vườn nhà bác bao nhiêu năm rồi ạ? Cái này hơn chục năm rồi. Vâng. Tại thời điểm này là hơn 9 giờ sáng, nhưng mà bóng nắng đã lên rất nhiều, cho nên cũng ít phần cũng có những cái nét bị hạn chế một chút về cái không gian hình ảnh, nó có cái bóng. Ngoài kia kề cái bệ này. Vâng. Chúng ta đang quan sát cái phần mái. Tác phẩm là xanh long xé là dòng xanh Nam Điền, cho nên là lá rất đẹp và đều lá. Và đã cô nhỏ lại rồi. Và như ông Đoàn Hạnh có giới thiệu, ông chơi cặp ba đối xứng theo lối chơi của ông. Thì hai bên của tác phẩm xanh long xé là hai tác phẩm xanh trực huyền, được đối xứng với nhau kể cả từ chân đôn chậu cho đến bóng dáng tổng thể. Tôi lấy cái hình ảnh xa hơn chút nữa. Đây là cái hình ảnh của cặp ba đối xứng mà ông Đoàn Hạnh đang chơi. Okay.
xong cái bệ của em sĩ này. Vâng. Bây giờ chúng ta cận cảnh để thưởng thức tác phẩm Xanh Trực Huyền. Là cây xanh dòng xanh Nam Điền, màu da của bệ rễ rất đẹp, chuyển dần sang màu vàng. Và đây là tác phẩm còn lại. Như vậy là khi bác xây dựng cặp ba đối xứng này là hai tác phẩm Xanh Trực Huyền này là có mặt vườn nhà bác cùng với cùng một lúc à? Vâng, cùng một lúc. Thế là bác đã chơi cặp này hơn 10 năm nay rồi. Hay đấy. Vâng, Đỗ Sinh đã giới thiệu với các bạn xong không gian tổng thể và được ông Đoàn Hạnh chia sẻ với chúng ta cặp ba đối xứng Xanh Long và Trực Huyền trong khuôn viên vườn nhà mình. Bây giờ ông Hạnh cũng muốn giới thiệu với chúng ta cùng nhau tham quan cái tiểu cảnh và cái đồi tùng trong thiết kế sân vườn nhà ông. Vâng, và như giới thiệu của ông Đoàn Hạnh, chúng ta đến đây được thưởng thức cái hình ảnh mà ông đã xây dựng một cái đồi tùng. Mặc dù không gian không được lớn lắm, nhưng mà trên đó tôi thấy có một nếp nhà. Mình có thể dùng gọi là nhà những cái thời gian năm tháng xa xưa, cách đây vào khoảng độ bao nhiêu năm anh nhỉ? 50 năm ạ. Vâng. Đó là một căn nhà mô phỏng và thu nhỏ lại và một cổng. Tôi có hỏi thì anh nói là không phải là cổng làng, mà đây là cổng của gia đình nhà ông Đoàn Hạnh đây, của những cái năm tháng cách đây 50 năm. Cổng ra vào của gia đình. Sau khi đi khỏi cổng ra vào mô phỏng theo cái mô hình như thế này, chúng ta thấy có một nếp nhà. Và ông Đoàn Hạnh cũng tâm sự đây chính là cái nếp nhà của gia đình nhà ông. Vâng, khi ông còn ở cái tuổi ấu thơ mà cha mẹ ông đã sinh ra mình nuôi dưỡng và lớn lên từ cái nếp nhà này. Tôi hỏi mà ông có tâm sự một câu rất là tình cảm. Hai anh em chúng tôi dựng lên cái nếp nhà này. Đây cũng chính là những cái hình ảnh kỷ niệm về nơi chôn rau cắt rốn, nơi sinh ra, nơi bố mẹ tôi đã từng tần tảo nuôi dưỡng anh em chúng tôi. Tôi có hỏi về hình ảnh thì ông nói là đúng hệt
bởi vì nó là ba gian nhà ngoài và một gian buồng, một cái nhà ngang nhỏ nhỏ. À, đây là nếp nhà ở dưới nhà quê anh ở huyện Hậu Lộc ông anh nhé. Xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc. Vâng. À, đó là những cái gì mà tâm huyết, những cái ý nghĩa để lưu giữ lại những cái hình ảnh, những cái nếp nhà xưa của gia đình nhà mình. Với đồi tùng tôi đang chia sẻ đây thì ý tưởng của ông Đoàn Hạnh là sau khi ổn định xong thì ông sẽ sử dụng cỏ nhân tạo để phủ lên, chứ không phải là nền bê tông xi măng như thế này. Chúng ta cứ tưởng tượng toàn bộ cái bề mặt phía trên sau khi ông sử dụng cỏ nhân tạo có một cái màu xanh nổi bật thêm cái đồi tùng thì sẽ rất đẹp. Vị trí của đồi tùng là phía sau của nếp nhà. Đó là những cái không gian thư giãn, vui tuổi già, vui thú điền viên, vui với cây cảnh nghệ thuật, với niềm đam mê của mình. Vâng, đến đây Đỗ Sinh cũng xin dừng video thứ nhất. Chúng ta cùng nhau chia sẻ vườn cảnh nhà ông Đoàn Hạnh, công ty du lịch quốc tế Hương Lúa, thuộc xã Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa. Từ video sau chúng tôi sẽ chủ yếu đăng tải hình ảnh của cây cảnh nghệ thuật tại vườn cảnh nhà ông Đoàn Hạnh để chúng ta cùng nhau thưởng thức.